Đột đường. Diễn viên Minh Dở. Cô bấm đi cô. Rồi, thử thách người chơi tìm đường đến vườn hoa, khu vực thiếu nhi tại thung lũng tình yêu để thực hiện thử thách. Sai! Alo, tới được cái nơi cần đến chưa? Vườn hoa khu vực thiếu nhi, đến đó tìm chị Việt Hương để nhận nhiệm vụ nha. Dạ rồi. Em đây. Trời ơi, uống nước đi. Nhiệm vụ nè, người chơi phải tìm những cái người mà giữ cái phong bì của từng khu vực, biết tên loài hoa của từng khu vực, sau đó phải làm thơ nó liên quan tới cái loài hoa đó nữa. Sau khi người chơi làm thơ xong thì sẽ nhận được một phong bì, rồi kiểm tra xem có mã số hay không. Người chơi sẽ tiếp tục hành trình cho đến khi tìm được hết 4 mã số thì mới hoàn thành thử thách. Rồi em đi chạy liền. Đây, trời đất ơi. Chị ơi, chỗ chị đang đứng đúng không? Chị ơi, cho em hỏi hoa gì vậy chị? Đúng, hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên, bây giờ phải làm bài thơ liên quan tới hoa đỗ quyên. Bắt gặp được hoa đỗ quyên, đi chơi là phải đem tiền cho dân. Rồi rồi, em mở ra. Được, mô phóng mi, nhưng mà mở ra coi có mã số hay không cái đã. Không có gì cả. Đây. Cúc họa mi. Dạ cô ơi, cái hoa này là hoa gì vậy cô? Đây là cúc họa mi. Đụng vào hoa cúc họa mi, đem về cô Huế phong bì giày cui. Hay quá vậy, hay ha. Số 6. Số đầu tiên hả? Số 6. Nó chạy quá giỏi quá vậy. Hoa này hoa gì anh? Là hoa mua đó anh. Hoa mua. Mua trong mua bán. Tới đây mua bán. Gặp được hoa mua, chơi là phải được không thua dáng nào. Hay. Số 9. Có một số nữa là quý vị ơi, đây là số 9. Cảm ơn nha, thưởng trưởng. Còn 2 số nữa. Mới được số 6 với số 9 à. Dạ anh ơi, anh đang đứng nghe hoa gì vậy anh? Dạ hoa này là hoa thiên trúc quỳ. Hoa thiên trúc quỳ. Thiên chúc quỳ trước mặt ta, chơi phải giành được vài 3 tỷ đồng. Vỗ tay chúc mừng. Hãy số 6 có 9 rồi. Số 6, 6, 9, 1. Còn một số nữa. Trang lên Dự ơi, cô lên Dự ơi. Mọi người đang ủng hộ em cuộc nhiệt Dự ơi. Đột đường. Hoa này hoa gì vậy chị? Thu hải đường anh. Thu hải đường, sắc màu hồng. Thu hải đường, sắc màu hồng. Chương trình phục vụ ấm lòng người xem. Trời ơi, bay. Có số không? Vẫn không có số. Không có số. Lại không công nhận em tới số em rồi. Ráng lên Dự ơi, bây giờ chúng ta còn 18 triệu 700 ngàn. Chị Di Hương là cũng đang chia ra để đi tìm những cái vị trí mà có người cầm phong bì đứng á. Em ơi, chị kiếm được một cái hoa đây rồi nè con ơi. Dạ. Dạ bé ở đây. Đây nè. Ủa đi vô đường nào đây, mê cung vô đường này. Lên tới nơi em tới số. Trong mê cung, bây giờ Minh Dự với chị Hương đang vào trong một cái mê cung để tìm cái người cầm cái phong bì. Cố lên, Minh Dự, Hoa gì? Hoa hồng. Hoa hồng là phải có gai. Kiếm tiền sinh sống qua ngày phủ phê. Thung lũng nè, chữ thung. Lũng. Thung lũng tình yêu. Thung lũng tình yêu. Thung 1 7 1 7 6 9. Số tiền là 16.775.823 đồng.